Điểm đến tiếp theo của chương trình là thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, chiều qua, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cùng đại diện các phòng ban và công an thành phố tiến hành kiểm tra thực địa tại một số điểm nóng về xây dựng sang lấp trái phép, không phép trên địa bàn phường 11, phường 12. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện hai trường hợp vi phạm. Tại khu đất hẻm đường 2 tháng 9 nằm đối diện Bệnh viện Vũng Tàu và mặt trước Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam thuộc phường 11, đoàn kiểm tra của thành phố Vũng Tàu ghi nhận hiện tượng sang lấp đất trái phép với diện tích lớn và xây tường rào bao chiếm xung quanh. Còn tại khu vực bờ kênh tại hẻm 121 Đô Lương thuộc phường 12, đoàn cũng phát hiện nhiều căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và các móng đá lớn chiếm bờ kênh. Kiểm tra thực địa tình trạng xây dựng trái phép, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, yêu cầu Ủy ban nhân dân phường 11 và phường 12 ra soát nguồn gốc đất của những công trình xây dựng sang lắp trái phép, không phép này để xử lý nghiêm. Đối với các trường hợp tái phạm, Ủy ban nhân dân phường lập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện quy trình thu hồi đất. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố lập hồ sơ theo dõi giám sát quá trình xử lý của Ủy ban nhân dân phường, đồng thời hỗ trợ chuyên môn để Ủy ban nhân dân phường xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.